Chào các bạn ơi, hôm qua đi chùa về mình nhận được quà cuối năm nè các bạn. Bây giờ mình dỡ món quà này ra, giờ mình vào dỡ món quà này ra coi là cái gì. Quà này của một bà dì Úc của mình ở trên Tây Ninh gửi xuống. Mình chưa có kịp gỡ ra bởi vì tối quá mình mới nhận được. Từ Tây Ninh nha các bạn, mà gửi xuống Long An, Cần Giuộc, Long An. Có chuyến xe đi ngang qua nhà nhưng mà vì mình gửi mỗi đứa một một phần như vậy nè, mà cháu thì nhiều lắm các bạn. 6, 7, 8 phần như vậy nè, mà mỗi đứa thì một phần. Ở đây là có vịt muối ớt, muối ớt Tây Ninh, muối ớt cao cấp Tây Ninh nè các bạn. Và đây là 5 kg ổi, mà ổi nhà này em mình trồng à. Ổi này là nhà em mình nó trồng, ổi lê nè các bạn. Bây giờ mình gỡ ra mình là đi rửa. Gỡ ra đi rửa để tủ lạnh ăn. Cho ổi phải cho muối ớt. Mình ăn cái này mình cảm ơn gì? Mình cảm ơn mấy đứa em quá. Rất là cực nha các bạn, tuốt ở Tây Ninh đó. Gửi xuống cho mỗi một đứa cháu là một phần quà như thế này nè. Ăn đi rồi nhớ gì mình. Còn bà gì, mẹ mình chết rồi, còn bà gì ở Tây Ninh đó các bạn, dì Út ở Tây Ninh. Giờ mình gỡ cái này ra ha, gỡ từ từ ra coi cái ổi muối ớt rồi cái trong cái bao đó là cái gì nha các bạn. Mình gỡ ra mình đi rửa nè, rất là ngon luôn đó các bạn. Trái nào trái nấy nó trắng nõn vậy nè, ổi nhà trồng nè, mà hái cho hết à, vì mình hay cho tươi quá các bạn ơi, tươi ngon lắm. Sau Tết ăn thịt cá ngán mà có cái này ăn ngon các bạn ha. Rất là ngon luôn nè. Này tươi lắm các bạn, mới hái không à, cái cuốn nó còn rất là tươi. Qua cái video này cảm ơn mấy em, cảm ơn dì. Mai mốt mà rảnh thì mình bao xe mình đi thăm, đi Tây Ninh chơi. Mong dì khỏe mạnh, sống với con cháu. Dì Út mình là người tuyệt vời lắm các bạn ơi, giống mẹ mình, thương con thương cháu lắm. Đây là những trái ổi nè. Bây giờ mình lấy đồ mình đựng ổi rồi mình đi khám cái trái mít này ăn có được chưa nha. Ăn để nhớ mấy em, nhớ gì, cảm ơn dì Út, cảm ơn mấy em. Ổi ngon quá, ngon luôn, các bạn thấy không? Quá. Bây giờ lấy cái gỗ đựng nha, chưa test bao rồi. Mình lấy cái gỗ đựng rồi mình khám cái trái mít này là cái trái mít ra mình thấy đó các bạn. Rất là ngon luôn. Bây giờ mới có 5 giờ khuya hả các bạn. Mình dậy rất là sớm, tập dậy sớm, đi thể dục. Nhưng mà hôm nay mình ở nhà mình rửa ổi, không có đi thể dục. Tuy là nó không có mắc lắm nhưng mà mình quý trọng ở chỗ cái tấm lòng với cái người trồng ổi các bạn ơi. Trồng ổi cũng vất vả lắm, nó cũng chăm sóc ở ngoài vườn suốt ngày nữa. Rồi hai
hai cái nha, một bịch muối ớt. Một bịch muối ớt và một rổ ổi luôn. Rồi đây là cái trái mít nè. To đùng luôn các bạn. Trái mít to đùng luôn. Với cả 10 kg luôn á. Mỗi một phần quà là một trái mít và một tụng ổi như vậy đó. Mà có xe về ngang nhà. Trời cha, trái mít Thái các bạn ơi. Đây là cái phần này người ta hay dạt nha các bạn. Ta hay dạt cái phần này để mà người ta ta thử đó, ta coi. Cái này không có trét vô cái gì hết á. Thường thường người ta dạt cái mít này, người ta trét vô vô, các bạn biết làm chi không? Làm cho nó không có nhiễm khuẩn, nếu mà nhiễm khuẩn đó, thì nó sẽ thúi phần này. Cái mít này ngon lắm luôn á. Mà mình thấy nó chưa thơm, mít Thái nè các bạn. Không biết ăn được chưa nữa. Đó, sơ sơ là như vậy đi ha. Chừng nào sẽ mít rồi mình quay tiếp cho các bạn coi ha. Đây là cái phần quà từ Tây Ninh thì mình gửi xuống. Các bạn ổi trước ăn mít sau. À nó thúi rồi các bạn ơi. Chín rồi. Dập. Này là chỉ dập thôi. Chào nó chín ăn nha các bạn. Không biết như thế này là chín chưa nữa. Quá trời luôn. Ôi, còn cảm ơn dì Út, cảm ơn em. Quà cuối năm, mùng 7 Tết đó các bạn. Chào các bạn nha.